xin chào nha. Hôm nay tôi như là tôi giới thiệu tiếp cho anh em chiếc Haha Rebel NC170 nha, dòng xe mẫu lớn kích nước luôn nha. Xe này mới về luôn nè, xe rất là đẹp. NC170 nha, mẫu lớn có kích nước luôn nha, xe mới vừa về luôn. Hôm nay Tuấn của tôi đưa lên, anh em nào cần thì liên lạc liền cho em nha. Số điện thoại là 0369 669 659 nha. Giá của nó là 44 triệu nha. Xe rất là đẹp, máy cực kỳ zin, tiếng bô nổ rất là hay nha. Dòng này là dòng mẫu lớn nha anh em, nên rất còn nguyên vẹn, rất là đẹp. Đồng hồ nè cho mình xăng luôn, quạt gió kích nước và miếng nhiệt rồi hoạt động rất là tốt nha. Xe đời 3 thân đĩa, hệ thống nó hai máy, hai bình xăng, hai bô, có kích nước làm mát, có còn miếng nhiệt. Xe kiểu dáng rất là hầm hố nha, xe cô to nha. Anh em nào thích dòng xe mẫu lớn thì alo liên lạc cho em liền nha. Cái này là dòng xe mẫu lớn nha anh em, chứ không phải mẫu nhỏ nha, dòng xe mẫu lớn. Nên anh em nào to con lớn sát thì liên lạc cho em liền để chọn chiếc xe này nha. Dòng xe này là dòng xe mẫu lớn nha, chứ không phải giống như mẫu nhỏ nha, mẫu cực kỳ lớn luôn. 170 mẫu NC170, kích nước, quạt gió, cẩm mí nhiệt. Bánh sau rất là bự luôn, đuôi sau rất là to, rất là lớn. Vừa rồi bên em về mấy chiếc nha, bán hết rồi, chiếc này mới về nha. Anh em nào cần thì liên lạc cho em liền, số điện thoại là 0369 nha, 669 659. Hoặc địa chỉ là 262 đường Văn Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha, thành phố Hồ Chí Minh. Giá của nó là 44 triệu nha anh em. Anh em nào mua thì liên lạc chốt giá liền nha. Dòng xe 170 NC này máy rất là bự nha, máy rất là lớn, bánh sau cực kỳ to, 160 80 16 nha. Hệ thống nó 3 thân đĩa, thân rất là chắc chắn nha. Rồi anh em nào mua thì liên lạc cho em liền để chốt giá liền, để em giữ xe nha. Vì mấy dòng xe này giờ đi tìm rất là khó nè, rất là khó tìm. Nên anh em nào có ý định mua mấy dòng xe Rebel mẫu lớn thì liên lạc cho em liền nha. Giới thiệu sơ lược nè, phía sau là một thân đĩa nè, đuôi rất là to nè. Xe máy nha, cái này là máy dung luôn nha, máy cực kỳ to, quạt gió, kích nước, hoạt động rất là tốt luôn. Thật quá là nổ máy, để anh tới tiếng máy nổ cho anh em nghe luôn, tiếng máy nổ rất là dữ dằn. Ok, R170 này tiếng máy nó mới lớn thôi nha, nổ rất là lực nha, nó gân tay nổ rất là nhuyễn luôn, vẫn còn nổ, quật gió rồi rất là tốt. Đây là báo xăng, đây là báo số, đây là một cái đồng máy. Máy nổ rất là êm, vẫn hoạt động bình thường nha, rất là tốt. Dòng này đi xa rất là tốt nha, vì nó có quạt gió nè, kích nước, quạt gió nè, cầm cái nhiệt nên đi xa rất là tốt nè. Đi xa ít nóng máy nha, đi xa nó ít nóng máy hơn, vì cái này nó có quạt gió, cầm cái nhiệt nên đi xa rất là tốt. Kiểu dáng này là kiểu dáng châu Âu, rất là đẹp nha. Dòng xe này là nhập khẩu từ Malaysia nha. Dòng xe này là nhờ qua hãng Motorrad Việt Nam mình nhập khẩu từ Malaysia về phân tán bán tại Việt Nam mình nha. Nên dòng xe này rất là bền, rất là ok. Bên em bán ra mấy dòng xe này chạy rất là tốt nha, rất là bền, ít có hư bậy. Phụ tùng thay thế rất là dễ nha, cái gì cũng có hết. Anh em mua mấy dòng Rebel khỏi phải lo,
nhiều anh em mua là sợ không có phụ tùng thay thế, nhưng em nói là cái này là phụ tùng thay thế rất là nhiều. Anh em lên chợ Tân Thành á, ở quận 5 á, rất là đầy đủ, không thiếu cái gì hết nha. Rất là dễ sửa chữa, đồ nó thông dụng lắm, không có cái gì gọi là khó hết, nên rất dễ. Phụ tùng thay thế rất là nhiều nha anh em. Rồi, em xin chào tạm biệt khách nha. Video sau anh em đón xem video sau em sẽ đưa lên một chiếc kỳ bêu 170 luôn, sẽ rất là đẹp, mẫu RB nha. Có hai thùng đồ rất là đẹp luôn. Anh em nào ấy thì đón xem video sau nha.